Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phục Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, những đồ vật trang trí trong nhà rất quan trọng, bởi nếu chúng không hợp với phong thủy thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, sự nghiệp và may mắn của bạn. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Theo các chuyên gia phong thủy, có những đồ vật kiêng kỵ đặt trong nhà một cách tùy tiện cần phải sắp xếp lại hoặc loại bỏ ngay để đẩy lùi xui xẻo và vận hạn, tránh rước tà ma vào nhà. Vậy đó là những vật gì Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Một, ảnh thờ tổ tiên. Đối với ảnh thờ tổ tiên, nhất định phải chọn đúng vị trí, phương hướng để đặt mới được. Nếu vị trí treo bày đặt đúng sẽ có lợi cho tiền tài vận mệnh. Ngược lại, đặt không đúng chỗ, hút phải sát khí sẽ ảnh hưởng đến vận khí. Theo phong thủy trong văn hóa truyền thống, việc chọn kích cỡ, chất liệu và vị trí đặt bàn thờ đều cần phải suy xét cẩn thận. Nếu như vị trí đặt bàn thờ không đúng chỗ sẽ mạo phạm thần linh, nhẹ thì mắc bệnh hoặc tổn hao tài của, nặng thì phá sản hoặc gia đình đổ vỡ. Do vậy, khi chọn vị trí đặt bàn thờ, có một số kiêng kỵ mà mọi gia đình nhất định phải tuân theo. Bài vị tổ tiên trên bàn thờ không được sát tường, tượng Phật thì nên đặt sát tường. Hướng của bàn thờ không được ngược lại với hướng của nhà. Bàn thờ không được xung với cửa. Bên trái bàn thờ không được bừa bộn. Bên phải bàn thờ không được đặt đồ điện. Phía dưới bàn thờ không được để đồ. Bàn thờ không được gần bếp và phòng vệ sinh. Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang. 2. Đồ cổ không rõ nguồn gốc. Những loại đồ cổ và vật dụng lai lịch không rõ ràng cũng không nên tùy tiện đặt trong nhà, tối kỵ những vật từ pháp trường. Việc sưu tầm đồ cổ không hiếm vừa là sở thích đam mê, vừa thể hiện đẳng cấp giàu có hay sự am hiểu lịch sử, điều đó là tốt. Tuy nhiên, đa phần đồ cổ ngày xưa đều được chôn theo vua chúa, tộc trưởng, quan lại đều là người đã khuất. Bản thân nó sẽ bị ám khí của người chết vây hãm, là vật không hề cát lành, thậm chí còn mang tới sát khí, hãm hại gia chủ, gây hao tán tiền của hoặc ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, việc sinh con đẻ cái. Ngoài ra, không ít các cổ vật bị đào trộm từ các ngôi mộ cổ mang theo những vi khuẩn gây bệnh, không bị tiêu diệt ngay cả trong điều kiện thổ táng. Việc đặt các đồ cổ này trong gia đình có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Binh khí, vũ khí cổ cũng không nên tùy ý đặt trong nhà, bởi binh khí vốn dĩ đã thể hiện sát khí, nếu không cẩn thận có thể đem đến tai họa. 3. Tượng thần Phật. Nếu nhìn dưới góc độ sự tôn kính lễ giáo và tín ngưỡng, trong phòng ngủ đặt tượng thần Phật là điều đại kỳ. Còn trong phong thủy cho rằng làm như vậy là cất giấu tài lộc và may mắn, khiến cho công danh sự nghiệp sẽ luôn dừng ở mức trung bình. Gia chủ nên xây riêng một Phật đường hoặc bài trí những vật này ở phòng khách, và sẽ tiện hơn nếu sắp xếp một căn phòng chuyên dùng cho việc thờ cúng. 4. Hoa giả. Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, hoa là yếu tố mang lại sự tươi mới, tăng năng lượng cho ngôi nhà và căn phòng, tạo tâm lý thoải mái cho con người. Tuy nhiên, trong phong thủy, hoa giả không được đánh giá cao trong việc trang trí cho phòng ngủ, bởi hoa giả mang tính chất là chết chóc, giả tạo, mang năng lượng xấu. Dù hoa đẹp đến đâu thì phong thủy cũng khuyến cáo không nên dùng trong bất cứ phòng nào. Tương tự, hoa khô
cũng không nên áp dụng để trang trí trong phòng, nhất là bạn muốn đặt hoa giả vào giữa trung tâm căn phòng thì càng nên kiêng kỵ. Ngoài ra, cũng không nên đặt hoa giả vào các vị trí quan trọng khác của căn phòng như cung hôn nhân. Tốt nhất trong phòng ngủ nên để thoáng đãng hoặc bày trí các bức tranh mang tính chất đôi lứa, tình yêu, hạnh phúc. 5. Không đặt cây chết trong nhà. Trong phong thủy, cây cối là biểu tượng của sự sinh sôi, tài lộc. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà cây trong nhà đang tươi tốt trở nên héo úa, rủ xuống hoặc chết thì năng lượng trong nhà có thể bị ảnh hưởng. Năng lượng tiêu cực có thể khiến người trong nhà cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, không có hứng thú với công việc hoặc gần gũi vợ chồng. Do đó, nếu phát hiện các cây trong nhà bị chết héo úa do không được chăm sóc tốt, bạn nên vứt bỏ và thay thế những cây mới. Trường hợp một số người không thể trồng được cây xanh mà dân gian quen gọi là sát cây thì bạn không nên tiếp tục trưng cây trong nhà. Quý vị và các bạn thân mến, phong thủy là yếu tố được rất nhiều gia đình quan tâm tìm hiểu. Yếu tố tâm linh này đảm bảo mang đến sự may mắn thuận lợi cho gia đình của bạn. Bên cạnh những vật kiêng kỵ trên, có những vật phẩm phong thủy thường được sử dụng trong nhà, mang đến sự dồi dào cả về tiền bạc lẫn hậu vận cho gia chủ. Để biết đó là những vật gì, xin mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau đây. 1. Tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu được biết đến như là linh vật số 1 chủ về tài lộc. Tỳ hưu là con thứ 9 của rồng. Tỳ hưu được dân gian miêu tả là đứa con đẹp nhất của rồng. Mặt như kỳ lân, thân phình như gấu, mông to như bò. Khi mới sinh ra, tỳ hưu bị chết. Ngọc Hoàng cảm động nên đưa tỳ hưu về trời làm linh vật canh giữ của cải trong nhân gian. Tỳ hưu có dị tật ở hậu môn, nên chỉ có ăn mà không thải ra. Thức ăn của tỳ hưu chủ yếu là châu báu vàng bạc. Tỳ hưu có hai loại, tỳ hưu thiên lộc và tỳ hưu tịch tà. Tỳ hưu thiên lộc chủ về thu hút tài lộc vào nhà, còn tỳ hưu tịch tà là linh vật giúp trừ tà ma, xua đuổi tà khí, khơi thông năng lượng tốt. Bạn có thể đặt tượng tỳ hưu trong nhà để gia tăng vận khí cho gia đình. Đối với tỳ hưu, khi đặt phong thủy trong nhà, cần hướng miệng tỳ hưu ra ngoài để thu hút tài lộc. Bạn cũng có thể đeo trang sức tỳ hưu bên người để luôn được linh vật phù trợ giúp đỡ. Tỳ hưu được coi như vật phẩm phong thủy hút tài lộc bậc nhất với những người làm kinh doanh. 2. Thiềm thừ phong thủy. Thiềm thừ được biết đến là linh vật cóc thần tài ba chân, miệng ngậm đồng xu vàng. Trong phong thủy, thiềm thừ là linh vật chủ về thu hút tài lộc, giữ tài khí, mang nguồn năng lượng vận khí tốt đến cho chủ nhân. Thiềm thừ không có hậu môn và ăn vàng bạc, nên cũng giống như tỳ hưu, chỉ có tiền vào mà không có ra. Theo truyền thuyết dân gian, thiềm thừ là linh vật luôn giúp đỡ người nghèo. Khi gặp những người có hoàn cảnh khó khăn, thiềm thừ sẽ nhà tiền bạc giúp đỡ họ, nên thiềm thừ được rất nhiều người tôn kính và thờ phụng. Thiềm thừ có cách sử dụng ngược lại so với tỳ hưu. Thiềm thừ là linh vật thiên về giữ tài khí, do đó nếu đặt thiềm thừ trong nhà, bạn nên hướng miệng của nó vào trong để tránh thất thoát tài lộc ra ngoài. Nếu đeo trang sức có chạm khắc hình thiềm thừ thì cũng nên đeo sao cho miệng thiềm thừ hướng vào bản thân gia chủ. 3. Bể cá cảnh có thể thu hút tài khí về cho gia chủ. Nuôi cá chẳng những là một thú vui tao nhã mà còn giúp gia chủ có thêm nhiều tài khí, tiền bạc ngày một dư dôi.
bể cá cũng là một trong những vật phẩm phong thủy chiêu tài được nhiều người ưa chuộng. Nếu bày bể cá cảnh với kích thước phù hợp ở trong nhà theo phong thủy, có thể giúp cho gia chủ tài lộc tăng tiến, sự nghiệp hanh thông, thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, bất cứ một vật phẩm phong thủy nào cũng có những điều cần chú ý. Với bể cá phong thủy, bạn cần cân nhắc kỹ về vị trí đặt bể, kích thước của bể cũng như số lượng cá nuôi trong bể. Tất cả những điều đó đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc. Nếu bạn không đủ khả năng để tự tìm hiểu, thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của những người am hiểu kiến thức phong thủy hoặc những bậc thầy phong thủy để tránh mắc phải những lỗi đại kỵ gây họa cho cả gia đình. 4. Nên bày cây cảnh chiêu tài ở phòng khách. Cây cảnh chiêu tài được rất nhiều người ưa chuộng bởi tác dụng của nó không chỉ giúp thanh lọc bầu không khí mà còn mang lại tài lộc sung túc cho gia chủ. Cây chiêu tài có rất nhiều loại, thường thấy nhất là cây kim tiền, cây vạn niên thanh, cây phú quý, vân vân. Chọn được chậu cây cảnh ưng ý, bạn còn phải xem đặt ở đâu cho đúng vị trí phong thủy. Thường thì những cây cảnh chiêu tài này thích hợp đặt ở phòng khách trong nhà hoặc trong văn phòng, ở tài vị sẽ phát huy được công dụng của vật phẩm phong thủy này một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Quý vị thân mến, trên đây là những vật phẩm phong thủy chiêu tài có thể giúp cho gia chủ vận tài lộc tăng tiến không ngừng. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để có thể tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.